Hi, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Đẹp Cơ Chưa nha. Mình là Tam Phát. Thì hiện tại mình đang ở ngay bên phòng. Thì đối diện này nó là cái mặt tiền đường dầu đó các bạn. Nên là xe cộ nó chạy qua chạy lại nó khá là ồn ào nha. Thì cái đó các bạn cũng thông cảm một xíu nha. Đó. Thì hiện tại thì mình đang quay vào buổi tối. Nên nó hơi chát cái ánh điện một xíu. Nó hơi tối tối đó các bạn. Đó. Thì giờ mình sẽ đi thẳng vào cái chủ đề luôn nha. Thì hiện tại trên cái tay mình đang cầm một cái con tích hai nút thông minh kim cái ổ cắm cơ nha các bạn. Đó. Ở trên là các bạn thấy cái hai cái ô tròn tròn đó là cái con tích thông minh đó các bạn. Còn phía dưới là cái ổ cắm cơ bình thường nha. Đó. Thì phía trước nó là cái mặt kính cường lực. Đó, còn phía sau là nó thiết kế khá là đẹp các bạn, rất là gọn gàng đó các bạn thấy không? Khá là gọn gàng. Ở phía sau nó có bản đồ nữa. Khá là dở lắp đẹp nha các bạn. Đó. Thì giờ mình sẽ đưa thẳng vào cái chủ đề luôn nha. Thì cái chủ đề của video này là mục đích là mình muốn so sánh cái công tắc thông minh chính hãng của Holonic với một công tắc cơ bình thường. Đó. Giờ mình áp cái công tắc của mình vô. Đó các bạn thấy không? Thì các bạn có thể nhìn và các bạn có thể tự so sánh và đánh giá nha. Đó. Thì đây là công tắc cơ bình thường này các bạn, bật tắt này, đó bật tắt. Phía dưới là cái ổ cắm bình thường, còn cái công tắc mình đang cầm trên tay là công tắc thông minh chính hãng của Holonic đó các bạn. Đó. Thì khi mình áp vô như thế này thì các bạn có thể tự so sánh xem thử là cái sản phẩm nào nó đẹp, sang trọng và đẳng cấp hơn nhiều nữa các bạn. Đó. Thì cái này là phía trước là bằng nhựa nha các bạn, đó công tắc bằng nhựa, nó có cái lớp nhung nhung lên, đã bật tắt này các bạn, nó nhung nhung lên này. Đấy. Còn cái công tắc của mình đang cầm trên tay là nó là một cái mặt kính cường lực, đó nó không có cái công tắc này nó không có nhu nhu luôn các bạn. Đó khi các bạn mà bật tắt là các bạn bật tắt cảm ứng đó các bạn, đó. Bật tắt cảm ứng đó các bạn thấy không? Đó cái đó là các bạn có thể nhìn và tham khảo nha. Còn đây đây là cái bản demo này các bạn, đấy các bạn có thể xem đây. Đây là cái công tắc cảm ứng hai nút kim một cái ô kém cơ cường lực này các bạn. Đó. Kim một cái ô kém cơ đó. Thì cái mẫu này nó màu đen này các bạn, thì mình coi mình bật tắt cho bạn thấy này, chỉ còn vuốt cái tay nhẹ qua là nó sẽ tự tắt bóng đèn. Khi mình vuốt cái bóng tay qua đó là nó sẽ bật đó, nó rất là nhẹ đó các bạn đó 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 đó, đó. Khá là nhẹ đó các bạn. Cái đây là chúng ta có thể bật tắt đó, khá là nhẹ đó. Thì cái công tắc thông minh này thì nó giúp cho chúng ta là thứ nhất là điều khiển từ xa qua điện thoại, thứ hai là có thể là chia sẻ cái thiết bị cho nhiều người sử dụng đó. Có nghĩa là các bạn muốn cho ai sử dụng thì các bạn có thể chia sẻ cái thiết bị này cho những người mà chúng ta muốn họ sử dụng, thì chúng ta sẽ chia sẻ cái thiết bị này cho họ thì họ sẽ sử dụng được nha. Đó, cái thứ ba nữa là nó sẽ bảo mật cái thông tin đó các bạn. Đó. Và cái thứ tư nữa là cái sản phẩm này mặt phía trước nó là mặt kính cường lực. Đó, nó khá là sang trọng. Và cái thứ năm là
chúng ta có thể là bật tắt động cơ thông thường. Đó, giống như cái công tắc thông thường đó các bạn. Đó, ví dụ như mình có cái bóng đèn bên cạnh đây. Đây các bạn thân nhìn này, bật tắt này. Đó. Tắt này. Đó. Khá là nhẹ nha các bạn. Đó. Thì đó là cái video mà mình làm thực tế, mình muốn là các bạn có thể tự tham khảo và có thể tự so sánh nha. Đó, mình tự đưa ra, nãy mình đã áp cái công tắc thông minh sát bên cái công tắc thông thường, các bạn có thể tự so sánh xem thử cái mẫu nào mình cảm thấy nó đẹp và nó sang trọng nhiều hơn nha. Đó thôi. Các bạn thấy cái video này hay, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình, có động lực để mình ra những cái video tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại.